Chào các anh chị học viên Trong chuyên đề hướng dẫn sử dụng nền tảng OneTouch ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 4 nội dung chính như sau Nội dung thứ nhất MOOC là gì Nội dung thứ hai là về OneTouch Và nội dung thứ ba 4 bước học tập hiệu quả trên nền tảng OneTouch Cuối cùng là Q&A Các lỗi thường gặp Sau đây chúng ta sẽ đi vào chi tiết Từng nội dung của chuyên đề MOOC là gì Trong phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Về khái niệm MOOC MOOC là viết tắt của Massive Open Online Course, tức là khóa học trực tuyến đại chúng mở. Các khóa học này được lưu trữ trên các nền tảng giáo dục trực tuyến. MOOC có rất nhiều tài liệu đọc, bài giảng và video để người dùng có thể tham khảo nâng cao khả năng học tập của mình. Về OneTouch, OneTouch là nền tảng học tập trực tuyến mở đại trà do Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ quản được vận hành bởi công ty cổ phần công nghệ và truyền thông VTC Net Việt thuộc tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC nhằm triển khai bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước ở trung ương, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các cơ quan truyền thông, báo chí và phổ cập kỹ năng số cho người dân để thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tại quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Dựa trên quan điểm chuyển đổi số, trước tiên là chuyển đổi nhận thức và hướng đến mục tiêu nâng cao kỹ năng số toàn dân, OneTouch cung cấp những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về chương trình chuyển đổi số quốc gia gắn với mục tiêu phát triển toàn diện chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Tầm nhìn và sứ mệnh của OneTouch. Tầm nhìn OneTouch tiên phong dẫn dắt và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam, đồng thời khẳng định vị trí trọng tâm là nền tảng số với vai trò kết nối giáo dục phục vụ toàn dân, nâng cao kỹ năng số góp phần tạo đà chuyển mình nền giáo dục trong thời đại mới. Sứ mệnh trở thành nền tảng quốc gia hàng đầu về lĩnh vực giáo dục, cung cấp kho dữ liệu số đa dạng và phát triển hệ sinh thái giáo dục mở. Mục tiêu đến năm 2025 100% cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hàng năm được tham gia đào tạo về chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ số. 100% cán bộ chuyên trách chuyển đổi số, công nghệ thông tin hàng năm được đào tạo về công nghệ số và được đánh giá trực tuyến kết quả đào tạo qua hệ thống đánh giá, sát hạch chuẩn kỹ năng số quốc gia. 70% số người dân trong độ tuổi lao động biết đến và có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu khác trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, ngân hàng, vân vân. 90% số người dân trong độ tuổi lao động biết đến các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu khác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, ngân hàng thành thạo cách sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu. 4 bước để học tập hiệu quả trên OneTouch phiên bản website. Thứ nhất, đăng nhập. Thứ hai, vào học. Thứ ba, kiểm tra lịch sử làm bài. Và thứ tư, xem và tải chứng nhận. Đầu tiên, anh chị cần truy cập vào trang web onetouch.mic.gov.vn Sau đó, đăng nhập tài khoản email hoặc số điện thoại và mật khẩu. Anh chị lưu ý vào đúng tài khoản ban tổ chức đã cung cấp. Thứ hai, vào học. Khi truy cập vào được tài khoản, anh chị bấm vào phần tên đăng nhập ở góc trên bên phải sau đó anh chị tiếp tục chọn khóa học của tôi ở phần khóa học của tôi anh chị chọn tham gia ngay đối với khóa học mình cần học khi đã vào được khóa học anh chị hãy chọn vào học ở phần màn hình bên phải sẽ có các học phần các anh chị cần học hết tất cả các học phần các anh chị lưu ý video cần xem đến dây cuối cùng Bước 3, kiểm tra lịch sử làm bài. Sau khi học xong tất cả các học phần bao gồm video, tài liệu, anh chị cần làm bài kiểm tra. Anh chị hãy chọn vào bài kiểm tra trắc nghiệm và bấm bắt đầu làm bài. Anh chị có thể chọn làm lại bài kiểm tra. Để xem lại điểm bài kiểm tra, anh chị quay về bảng điều khiển, sau đó chọn Lịch sử bài kiểm tra, hệ thống sẽ hiển thị lịch sử tất cả các bài kiểm tra anh chị đã làm. Bước 4, xem và tải chứng nhận. Sau khi học xong tất cả các học phần và hoàn thành xong bài kiểm tra, anh chị có thể xem và tải giấy chứng nhận hoàn thành khóa học ở mục chứng nhận. 4 bước để học tập hiệu quả trên OneTouch phiên bản mobile. Bước 1 đăng nhập, bước 2 vào học, bước 3 kiểm tra lịch sử làm bài, bước 4 xem và tải chứng nhận. Bước 1 Đăng nhập OnTouch. Đầu tiên anh chị cần truy nhập vào trang web ontouch.mic.gov.vn. Sau đó anh chị đăng nhập tài khoản email hoặc số điện thoại cùng với mật khẩu và phải lưu ý sử dụng đúng tài khoản mà ban tổ chức đã cung cấp. Bước 2: Vào học. Khi truy cập vào được tài khoản, anh chị bấm vào phần tên đăng nhập ở góc trên bên phải. Sau đó anh chị tiếp tục chọn khóa học của tôi. Ở phần khóa học của tôi anh chị chọn tham gia ngay đối với khóa học mình cần học Khi đã vào được khóa học Anh chị chọn vào học Ở phần màn hình bên phải Sẽ có các học phần Các anh chị cần học hết tất cả các học phần này Các anh chị lưu ý video cần xem đến dây cuối cùng Bước 3 Kiểm tra lịch sử làm bài Sau khi học xong tất cả các học phần Bao gồm video và tài liệu Anh chị cần làm bài kiểm tra Anh chị chọn bài kiểm tra trắc nghiệm Và bấm bắt đầu làm bài sau khi làm bài kiểm tra xong, bấm nộp bài, hệ thống sẽ hiển thị luôn điểm thi. Nếu không đạt, anh chị có thể chọn làm lại bài kiểm tra. Để xem lại điểm bài kiểm tra, anh chị hãy quay về bảng điều khiển, sau đó chọn lịch sử bài kiểm tra. Hệ thống sẽ hiển thị lịch sử tất cả các bài kiểm tra anh chị đã làm. Bước 4: Xem và tải chứng nhận. Sau khi học xong tất cả các học phần và hoàn thành xong bài kiểm tra, anh chị có thể xem và tải giấy chứng nhận hoàn thành khóa học ở mục chứng nhận phần 4, Q&A và các lỗi thường gặp. Câu hỏi, tôi truy cập vào nền tảng học nhưng không được. Trong trường hợp này, hãy kiểm tra kết nối Internet của thiết bị và đảm bảo thiết bị có kết nối vào mạng Internet. Sau đó nhập chính xác địa chỉ onetouch.mic.gov.vn để truy cập vào nền tảng học. Câu hỏi, tôi đăng nhập vào tài khoản nhưng không được. Trong trường hợp này, Hãy kiểm tra lại tài khoản của mình và đảm bảo đúng với các thông tin đã đăng ký. Lưu ý, email cần phải chính xác, mật khẩu cần phải đúng với các ký tự. Câu hỏi: Tôi đăng ký khóa học nhưng hiển thị đang chờ duyệt. Để có thể tham gia vào khóa học, bạn chú ý là không tự đăng ký tài khoản mà phải đăng nhập. Lưu ý cần đăng nhập bằng đúng tài khoản mà bạn đã đăng ký với ban tổ chức. Câu hỏi: Hướng dẫn xem và tải giấy chứng nhận. Bạn có thể vào phần chứng nhận để xem và tải giấy chứng nhận bản online. Lưu ý, bạn cần hoàn thành khóa học bao gồm video, tài liệu và bài kiểm tra thì mới có thể nhận được giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. Câu hỏi, vấn đề không giải quyết được tôi liên hệ như thế nào? Trong trường hợp cần liên hệ, xin vui lòng gửi email đến địa chỉ hỗ trợ gạch dưới onetouch.gov.vn hoặc liên hệ với hotline 0904540. 490. Phần Q&A các lỗi thường gặp đã khép lại chuyên đề hướng dẫn sử dụng nền tảng OneTouch. Xin cảm ơn các anh chị đã quan tâm và lắng nghe.